Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ Thánh Đế khổ, nhiếp thọ Thánh Đế tập diệt đạo? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ bốn tịnh lự, nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ tám giải thoát, nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ pháp môn Tam Ma Địa, nhiếp thọ pháp môn Đà La Ni? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ năm loại mắt, nhiếp thọ sáu phép thần thông? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ mười lực Phật, nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ đại từ, nhiếp thọ đại bi, đại hỷ, đại xả? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ pháp không quên mất, nhiếp thọ tánh luôn luôn xả? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhiếp thọ trí nhất thiết, nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vượt lên các bậc thanh văn và độc giác, thú nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tu hành chánh hạnh mười địa, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Hết quyển thứ 365.